bắt giữ nghi phạm đâm tử vong nam thanh niên 17 tuổi ở Hải Phòng. Phụ bố quẳng con gái ra sân vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật. Tuyên án tử hình kẻ lấn chiếm đất công, sát hại người được giao đất. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, tối ngày 5 tháng 11 vừa qua, trong một vụ hỗn chiến trên đường Trần Phú, Hải Phòng, một nam thanh niên đã bị đâm tử vong. Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng giết người trên quốc lộ 10 khi đối tượng đang lẩn trốn. Thông tin từ cơ quan công an, ngày 6 tháng 11, trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng nhận được thông tin từ đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền về đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 2003, trú tại xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa, có hành vi giết người trong tối ngày 5 tháng 11 và đang lẩn trốn trên địa bàn. Sau đó, trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung đã tiến hành rà soát, chốt chặn trên các tuyến đường trên địa bàn. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, tại km 36 quốc lộ 10, hướng đi từ Thái Bình sang Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, trao đổi với báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên phố Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng, khiến một nam thanh niên 17 tuổi tử vong. Liên quan đến vụ bố đẻ có hành vi quẳng con gái sinh năm 2020 ở Thanh Hóa, ngày 6 tháng 11, trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật đối với cháu bé. Đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn thông tin, khi có kết luận từ cơ quan công an mới đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo. Nếu thấy vi phạm về pháp luật thì xử lý về mặt pháp luật, còn vi phạm hành chính thì xử lý hành chính. Trước đó, như Lao Động đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 10, sau khi đi làm về, Dương Văn L, 39 tuổi, trú tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, hát karaoke tại nhà riêng. Trong khi L đang hát, chị Nguyễn Thị T, vợ của L, cùng con gái là cháu DNA, sinh năm 2020, ra trước cửa nhà. Lúc này, cháu A không ngừng khóc. Bất ngờ, L từ trong nhà chạy ra sân, tác động tay chân với con gái, khiến cháu ngã ra sân. Tiếp đó, L ném con ra phía ngoài đường. Sau khi được thăm khám, điều trị tại cơ sở y tế, sức khỏe cháu đã ổn định và được đưa về nhà chăm sóc. Mới đây ngày 6 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1973, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người. Bị hại trong vụ án là ông Lê Thanh Hà, sinh năm 1969, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2011, Dũng lấn chiếm mảnh đất khoảng 200m² tại khu vực đường An Dương, quận Tây Hồ. Mảnh đất Dũng lấn chiếm tiếp giáp với sân bóng đá An Dương do công ty cổ phần Tecotech Group đầu tư và khai thác sử dụng. Từ ngày 3 tháng 2 năm 2020, công ty cổ phần Tecotech Group bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà là người quản lý, điều hành hoạt động sân bóng đá. Tháng 8 năm 2020, ông Hà mở một cánh cửa làm lối đi từ sân bóng ra ngoài qua phần đất Dũng lấn chiếm. Thấy vậy, Dũng tìm gặp chủ sân bóng nói chuyện, không cho sử dụng phần đất này. Ông Hà mong muốn được Dũng cho xây ngôi nhà khoảng 50m² trên phần đất Dũng lấn chiếm, nhưng không được Dũng đồng ý nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2022, sau khi đi uống rượu về, biết thông tin ông Hà làm lại hàng rào tôn, đổ móng, làm cột bê tông chờ, lấn sang phần đất lấn chiếm khoảng 3m, nên Dũng bực tức và chuẩn bị hai con dao bầu cùng máy bắn vít nhét vào ba lô. Tại đây, Dũng dùng máy bắn vít tháo hàng rào tôn của sân bóng do đại diện công ty cổ phần Tecotech Group đã thi công. Cùng thời điểm này, ông Hà đi ra sân bóng và thấy Dũng đang tháo hàng rào nên xảy ra cãi cự. Dũng lấy con dao bầu tấn công ông Hà. Dù sau đó ông Hà bỏ chạy, nhưng Dũng vẫn bám đuổi. Hành vi đặc biệt nguy hiểm của Dũng chỉ dừng lại khi những người xung quanh nhìn thấy và can ngăn. Khi lấy xe máy đi về, đi qua chỗ bị hại đang nằm gục, Dũng còn định tấn công ông Hà tiếp nhưng bị ngăn chặn. Về phía ông Hà, dù đã được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong đêm 17 tháng 12 năm 2022. Thời gian vừa qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, với thủ đoạn giả gái trên mạng xã hội, một đối tượng ở Đà Nẵng đã thành công chiếm đoạt 350 triệu đồng.
Trước đó ngày 11 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo anh PMH, 27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo số tiền 350 triệu đồng thông qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng qua xác minh ban đầu đã nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức sử dụng công nghệ cao. Đối tượng nghi vấn được xác định là Châu Hoàng Khang, 26 tuổi, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thời điểm phạm tội, Khang đang cư trú tại nước ngoài. Ngày 4 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Khang khi đối tượng này mới từ biên giới Campuchia về nhà người thân tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đối tượng bị di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Khang khai nhận khoảng tháng 6 năm 2023, đối tượng làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Campuchia. Khang được cấp hai tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên Nguyễn Thị Kiều Trang để dụ dỗ đàn ông vào tâm sự yêu đương và lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh, rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Bằng thủ đoạn trên, Châu Hoàng Khang đã lôi kéo được PMH và chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng và nhiều đồ dùng đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ thông minh. Để che giấu hành vi phạm tội, Khang đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cũng như xóa dấu vết thông tin trên mạng xã hội. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Trong phần tiếp theo chương trình là những tin tức xã hội đáng chú ý sau đây. Sắp công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, học sinh sốt ruột chờ đợi. Thời tiết ngày 7 tháng 11, Hà Nội tiếp tục mưa rông, thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Xin được tiếp tục chương trình với tin tức về giáo dục. Thưa quý vị, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và dự kiến sẽ công bố phương án chính thức vào quý 4 năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023-2024 sẽ là kỳ thi cuối theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Năm 2025, đứa học sinh đầu tiên theo học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ thi tốt nghiệp. Để phù hợp với nội dung chương trình mới, kỳ thi tốt nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn chưa chốt phương án thi, điều này gây ít nhiều lo lắng cho thí sinh. Các trường đều không biết là tương lai là các em lứa 2K7 là sẽ thi như thế nào để mà kiểu tập trung chú trọng cho các em thi mà như thế thì nó rất là khó khăn trong việc kiểu học. Em hy vọng là Bộ Giáo dục sẽ xem xét và sẽ đưa ra hình thức thi phù hợp nhất cho lứa 2K7 bọn em để kiểu không bị áp lực quá cho lứa 2K8 và những lứa về sau. Em cũng mong Bộ Giáo dục sớm công bố phương án để thi ấy, để có thể là kiểu dễ dàng để ôn tập hơn ấy, biết định hướng trước được tương lai mình sẽ học những cái gì, làm những gì để thi. Em nghĩ Bộ Giáo dục nên công bố càng sớm càng tốt để bọn em bắt đầu có hướng đi ngay từ bây giờ luôn, thì nó vẫn sẽ ổn tốt hơn là đợi cho Bộ Giáo dục trì hoãn. Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy hiện Bộ đang xây dựng phương án tổ chức thi và dự kiến sẽ công bố phương án chính thức vào quý 4 năm 2023. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Bộ Giáo dục Đào tạo cần đặc biệt chú ý đến khâu chuẩn bị của kỳ thi quan trọng. Chúng ta đã đi được đến gần một nửa năm học 2023-2024 rồi, thì cái kỳ thi năm học 2024-2025 nó cũng không còn xa nữa, cho nên tôi nghĩ rằng cũng cần phải rất chú ý đến cái khâu chuẩn bị này để chúng ta có cái kỳ thi nó diễn ra một cách nghiêm túc, hiệu quả và an toàn. Và đấy cũng là một trong những đóng góp vào cái việc là chúng ta thực hiện thành công cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 có nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12, để thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Những ngày vừa qua, bức tường Lenin nằm trên phố Ấu Triệu Hà Nội đã gây nên một cơn sốt trong giới trẻ. Dù không phải là địa điểm mới lạ, nhưng bức tường này vẫn thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh bất kể ngày hay đêm. Thời gian gần đây, cụm từ đi Lenin hay check-in Lenin xuất hiện khắp các trang mạng xã hội. Nằm tại phố Ấu Triệu, Hà Nội, bức tường vẽ với phong cách graffiti đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Hôm nay em đi gần 30 cây đến đây chụp ảnh. Em thấy cách vẽ các thứ kiểu giống kiểu đường phố ấy, hip hop ấy. Nên em thích mà em đến đây chụp. Hôm qua thì mình có đi ăn đêm, xong rồi mình rẽ qua đây. Không ngờ 1 giờ đêm mà vẫn còn rất là nhiều người đứng ở đây chụp ảnh.
ở đây rất là đông ấy, mọi người sẽ phải đợi chờ và có phải xếp hàng để có những bức ảnh ưng ý. Từ sáng đến giờ em phải xếp hàng được gần 2 tiếng thì em mới bắt đầu chụp ảnh được. Kiểu giao thông này nó bị tắc, nó bất tiện ở cái đấy, với cả là cũng xếp hàng nhiều người chờ đợi. Tuy nhiên, phố Ấu Triệu là một con đường khá nhỏ nên việc nhiều bạn trẻ xếp hàng đợi chụp ảnh với bức tường này dẫn đến tình trạng ùn tắc nhẹ, ảnh hưởng ít nhiều đến các phương tiện và những người khác khi di chuyển qua đây. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 11, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, Đà Nẵng có mưa, riêng buổi tối có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục không mưa về đêm, ngày trời nắng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, sáng sớm ngày 7 tháng 11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Tối và đêm, thời tiết Hà Nội có mây, có lúc mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 24 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, sáng và chiều ngày 7 tháng 11, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Tối và đêm, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, đôi lúc có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, sáng và chiều ngày 7 tháng 11, thời tiết Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Tối ngày 7 tháng 11, thời tiết thành phố Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!